Loki ơi, nhờn. Kệ xuống đây. Đây hôm nay cho phối nước hai con Loki với này con Lucky. Loki thì phối kéo phải nghĩ. Xem nào, để làm việc. Anh Tân dự đoán đi, xem là phát nào lên mà làm việc được. Đứng gọn vào đây, dự đoán. Xem là phát nào được, phát nào không được. Chưa được. Giữ đi. Không, không cần giữ, đã vào đừng cứ để yên, để cho nó phối tự nhiên, không cần phải giữ làm gì cả. Không mất công làm gì. Để nó tự phối được thì giữ làm gì. Con nào mà được cái nó không chịu được sức nặng được thì mới cần phải hộ, chứ còn không thì hộ làm gì, mất công. Chân đứng cái này có thể được đấy. Được đấy. Đấy, cái. Đóng rồi đấy, nào đấy, phải biết thế, phải vu lên. Không, quan trọng là thế đứng của con cái nữa. Thế đứng của con cái nó phải thuận để con đực nó ấy được thì mới được. Chứ còn con cái lúc nào mà đứng mà nó đứng nó hơi rúm chân là một. Cái thứ hai nó dạng chân quá cũng không được. Nhưng mà thường là rúm chân là không được, còn hơi dạng chân ra là được. Rồi đứng gọn vào đây đi. Đứng gọn vào đây đi. Đúng rồi, chính xác. Ok, đứng ở đấy cho sạch. Đứng xa xa cái máy quay ta ra tí. Cái này không quay được. Em đã bảo anh là béo rồi mà anh cứ không nghe, mẹ cứ sợ, cứ thương chó, bảo nó ăn nó thiếu, nó béo là sao nó phối tự được. Kể cả con Marvin. Con Marvin nó dày người hơn nhưng mà bụng con đực nó phải hơi hóp. Em nói anh là cái con đực ấy là bụng của nó tối đa là bụng nó bằng bụng rồi. Còn nếu không nó phải hơi hóp, đấy mới là cái thể trạng tốt nhất của con đực. Còn con Loki này là nhìn bây giờ nó đang thì thay lông cho nên là nhìn nó hơi gầy. Nếu nó đủ lông thì nhìn như này là thể trạng, như này là thể trạng vừa chuẩn luôn. Mẹ tính thì cứ hay thương mình. Thương nhưng mà thương dở chứ, kể cả mấy con cọc thì cũng thế. Người ta đã bảo cái kinh nghiệm người ta là cái người trực tiếp phải làm mà phải ấy hết mà nó như thế này nó mới chuẩn. Bởi vì cái con chó nha, nó tùy từng con. Có những con chó mà cái khung nó yếu ấy thì nó nhảy được một tí nó mệt, hoặc là sức khỏe nó kém. Đấy là những con đực mà anh gặp rất nhiều con đực như thế. Sức khỏe nó kém nha, nó nhảy lên một tí là nó không ham nữa. Nó mệt mệt rồi còn đâu mà ham. Thì kiểu gì anh phải đỡ. Nhưng những con khỏe em đã bảo là bọn này mà lúc mà phải đỡ phối nữa nha. Nó phối trượt 5 lần nó vẫn muốn phối. Như mà đợt đầu anh em mình đỡ đúng không? Béo. Nó phối ra phối vào là mỗi lần phối mình giữ găng đúng không? Nhưng mà nó phối 4-5 lần như thế, nó vẫn muốn phối tiếp. Nằm xuống nghỉ tí. Nằm xuống nghỉ tí, nếu mà thích tí có thích chuyển nữa cho chuyển nữa luôn. Không phải nghĩ. Thôi, thế thôi. Thì kệ nó chứ, cứ để cho nó nghỉ, nó chơi. Nó chịu thì nó mới nhảy. Đúng rồi, quan trọng là phải con cái nó chịu. Chứ mình không ép buộc cho kệ cho nó thôi. Chẳng qua là như lúc trước ấy là... Một là giả sử như là lúc trước ở cái bên trại bên Sóc Sơn em làm kìa. Là cái sân... Cái sân nó rộng quá, cái sân trại nó rộng quá mà chó lại nhìn ra. Để như này nó theo bản năng của nó thôi. Không, kể cả mình lấy tinh đang thế, lấy tinh ra mình biết nó xuất tinh như nào. Nếu con cái nó mà chịu thì kệ cho. Trời trẻ sướng đại. Không phải nó không chả ấy gì cả. Hôm qua là cho nó tăng tinh rồi đúng không? Có chứ.
cho tăng tinh để cho nó bù đắp cái sức khỏe mỗi lần ra này là mất gọi là tinh chán rồi, tinh khí thần thôi, đấy. Mẹ tính mình nuôi nó bẩn thỉu, con chó mà nó bẩn biết cái thứ là khó chịu. Nó bẩn bệnh cơ. Chứ còn nếu mà nó bẩn không bệnh thì không sợ. Nó bẩn này là thậm chí còn bẩn tốt này, bởi vì sao? Nó làm sạch da. Tức là nếu mà nó nghịch như này nhá, không bao giờ nó bị nấm da luôn. Tại sao những con mà nuôi ở gần bãi cát không bao giờ nó bị nấm da? Bởi vì nó cứ ra nó rũi cát này, nó sạch. Nó sạch da lắm, nó không bị ấy được. Đây nó theo kiểu như này. Theo bản năng. Chứ đâu phải tự nhiên chúng nó gãi như thế. Con này em năm nay không bị nấm trắng da, nấm trắng lông. Nấm gầu thôi. Mà suốt ngày ở cái nền, cái sân bê tông đâu. Nó nằm ở đấy, nhìn thì bẩn, nhưng mà mùi nó không có mùi thôi. Đúng rồi. Không, với là cái nấm gầu là nó ăn nhau là cái thời tiết không khí. Nếu mà nó ở chỗ thoáng thì nó không gì. Nấm gầu thường là như đợt này là đang bị nấm gầu nhiều này. Cho phải đất cát. Không, cứ đất khô, đất tơi như này chả sao. Đất này chơi thì được này. Sợ nhất là cái đất sét. Mà nó chơi thế thôi nhưng không bao giờ mẹ đất nó vào mắt với vào tai đâu. Khi mà cái con chó nó ở cái mức thể trạng này thì nó mới lộ cơ, con đực nó mới lộ cơ. Nhìn cái bắp chân của nó kìa. Chưa béo quá. Chưa còn đeo nào, béo hú. Không phải cái tính mình thì cứ hay thương. Mẹ nó ăn thôi, nó kia ra kia chơi. Ra kia chơi với con Lucky kìa. Ra kia chơi, không có gãi giếc gì, hôm nay không gãi đâu. Hôm qua gãi rồi, hôm nay anh đang bật quay video. Ra kia, ra bảo anh Tiến gãi cho. Toàn trâu với bò. Ra kia chơi đi. Phối là phối, không có nhờn nhá Loki nhá. Nhờn nó cáu là nó táng cho đấy, không ai bênh đâu. Thích phối thì phối cho tử tế. Vớ vẩn. Nhờn nó tắng ra thì lại quay ra lại vớ vẩn. Kiểu con đực với con gái thì không bao giờ sợ. Em vẫn còn đang thì theo kiểu trẻ ranh lắm. Chưa quay ra này, còn quay ra mà. Hầm hè con cái ngay. Con Dina này. Lúc đầu dãy mạnh, quay lại định táng đè luôn đó. Đè ngay. Cho nó chơi nó vờn con Dakota lên giống nhưng mà không cho phối. Nhưng mà để cho nó vờn bởi vì biết là nó béo thế nó không thể tự phối được. Thế mà Dakota quay ra hầm hè nó là nó dí đầu xuống luôn là phải yên. Chứ còn Loki đợt đấy mà thả Loki ra chạy luồn theo được cơ độ mấy vòng, nó quay lại nó đớp cho mấy lần là thôi chuồn luôn. Ra chỗ nằm luôn, vỗ cóc thèm nữa. Chứ không con kia không, con kia là khi nào mệt thì chịu thôi chứ còn không có ngã. Loki quay mặt vào đây xem nào. Loki à, quay mặt như thế nào? Lucky quay mặt ra đây xem nào. Lucky ơi, làm sao? Đúng rồi. Rồi Loki đừng có làm phiền nó nữa. Bây giờ thế nào nó biết là nó chán rồi đấy. Không phải làm phiền nó nữa đâu. Có thì nằm xuống đấy chơi thôi. Nằm xuống. Loki nằm xuống. Nhanh. Nằm xuống cái chân gãi cho. Ừ. Cái chân mày dài quá. Phối là phối cho tử tế chứ không phải là cứ nhảy lên vần kiểu không ăn được nhưng mà cũng cứ thích vần ăn đấm luôn. Quay mặt đây nào. Lucky này mà đẻ thì con nuôi, giả sử đẻ 10 con nuôi thoải mái luôn. Người nó cái khung người của nó như này mà nó có bầu nhiều nó cũng không mệt mỏi. Lucky cũng thanh niên thôi. Thanh niên này vẫn còn đang láu nháo lắm.
chứ thanh niên này chưa có độ gọi là theo kiểu người lớn hẳn, vẫn đang láo nhau, vẫn thanh niên vẫn choai đó. Đây nhìn Lucky có cái bộ tì đẹp luôn. Ơ sao này có vết tông đơ kia? À siêu âm xem kiểm tra tử cung hả? Ra đằng này chơi thể hiện tí đi nào, để ta quay tí video nào. Nào lại ra hóng con lợn nhả mày. Giờ mà thả ra thì lợn cứ tha hồ thể dục. Chán chưa? Muốn vào chuồng chưa? Vào đi. Vào trong đi. Rồi đây là Lucky cho xem một mình Lucky cận cảnh. Đây. Lucky là con của Bruno với lại con Satina. Con Bruno cháu Pila này. Đây, nhìn mặt này. Hóng ở trong đấy hả? Đó. Ok, người thì rất là dày. Nhìn ở ngoài thì thấy bẩn chứ lên máy này thì lại thấy lông nó sạch lắm. Không thấy vết bẩn nè, nhìn lông nó bóng à. Đây, ừ đúng rồi. Nhìn thế, nhìn về hướng này, đúng rồi, chuẩn luôn. Chuẩn luôn. Quay mặt đây cơ mà. Lật người đó. Ờ, lật luôn. Ờ, được. Ấy được đấy. Được rồi, ok, xinh rồi đấy. Hy vọng là lần này đẻ lấy 10-11 con. Để cho nó bõ công trăm. Hy vọng là đẻ lấy 10-11 con. Chứ cái người này thì cứ đẻ 10-11-12 cũng trăm thoải mái. Bởi vì con chó nhìn người nó lực. Tròn người. Tròn người là nó đẻ nó sẽ nhiều cái nó thuận lợi. Ok, xong nhá.